thất vọng các bạn ạ. Vâng, xin chào Google. Anh em. Bắt đầu đọc bình luận. Vâng, xin chào anh em đã quay trở lại với z2điệnthoại.com, máy chủ Tàng Long. Hôm nay thì em đang lại xin trực tiếp chương trình ngày 15 tháng 9. Và lại em đang có mặt ở khu vực Bến Tàu anh em ạ. Và nay em rất là bực, mạng cực kỳ khó chịu luôn, rất là khó chịu anh em ạ. Thật sự mày rất là ức chế luôn. Lỗi, hết số lần đọc bình luận. Chào các bạn nhá, xin chào anh em. Mình rất là tức, tại vì mình ngồi mình nói thật là mình rất là ức đến cái mức mà phải nói là với các bạn là mình rất là ức luôn các bạn ạ. Tại vì hôm nay mình ngồi thực sự là mình ngồi từ 8:05 mình bật livestream lên và đến 8:15 nó mới lót livestream cho mình. Thực sự là mình rất là tức. Đây, anh em thông cảm với mình. Bây giờ nó vẫn đang xoay vòng tròn. Em xin chào anh em. Để mình xem là anh em nào cũng chín chưa. Trước tiên bằng ngôn tiếng Anh chúng ta đã biết được mà chúng ta cuối tuần thứ bảy này chúng ta sẽ có một trận đấu bằng ngôn tiếng Anh rất là hấp dẫn với giải thưởng là 20 triệu đồng. Tiền này được tính rất là ngon. Chúng ta đi về. Chưa có một món nào cũng chín cả. Chào anh em nhé, xin chào các bạn. Nhìn nhiều cũng vẫn là rất là căng thẳng. Lát view các bạn. Chào các bạn, hello anh em, xin chào các bạn. Rồi thì bây giờ đã là giờ giao tranh rồi, thì mình cũng sẽ di chuyển sang khu vực giao tranh để chúng ta có thể là... Rồi, và hiện tại chúng ta có mặt ở khu vực vòng 2 của bên Liêu. Chú Lâm Trượng là Mondela. Cũng là một những cái tên rất là gắt của bên Tấu. Bên Tấu thì có nhiều cái tên rất là kinh hoàng, nguyên liệu thế thôi. Bọn đang Ấn Độ bắn hết một cái máy khi mà đeo dây tốc 9 vào chúng dừng ngắt liên tục rồi, xong nắp nắp, đúng rồi, đúng rồi. Ngay từ đầu game thì các bạn cũng đã biết được lực lượng của bên Tấu sẽ luôn áp đảo khu vực vòng 1 và khu vực cột điện. Đây là mình xoáy nguy trọng, đây. Cái thằng này là hạt mà ai cầm đây. Hạt của Huy Trọng thì sớm. Cái cờ nguyên xoái. Cờ nguyên xoái này rất là ngon. Nồng độ phòng. Nồng độ công độ tăng 15%. Bảo vệ làm 660 đam. Rất ngon. Đồ một set cộng 8 rồi. Bảo vệ làm rất là to. Đào trai phu núi cấp 88 luôn. Bạn này đã lên được một set từ vòng đế rồi. Bạn này là bạn mở vòng đế bông như lần trước của bạn xưa thì vậy. Mật tính rất là ngon. 10 thành. Chào anh em nhé. Hiện tại thì mình đang đi di chuyển xem là quanh em là cộng 9 chưa. Chào các bạn. Lập tức thì các bạn biết là lực lượng hôm nay lực lượng của mình nhiều hơi bị yếu ở sông khu vực vòng 2 và mình thấy được là lực lượng của mình tống ở khu vực vòng 2 đang rất là đông, có chiếm rất nhiều ưu thế. Bên này thì dẫn đầu là nguyên xoáy vua lì đòn và một phái đam rất đau, của các thứ lông trượng nữa. Tôi thất bại rồi. Để mình đi khu vực vòng 1 cao xem nào. Tình hình hôm nay em bên Liêu có vẻ có vấn đề gì à? Ở khu vực vòng 1 cao thì lực lượng của bên Liêu cũng đang hơi bị yếu thế so với bên Tấu một chút, khi mà lực lượng hôm nay hơi bị mỏng. Có điều gì chắc? Khu vực đầu 1 thì chúng ta thấy là lực lượng dương cung và lực lượng công ở team của bên Tấu vẫn rất là dồi dào. Nga Mi Nhàn, Quỳnh Anh này, PZ cũng có khung 1 này. Tiễn vô xong này. Hôm nay anh em đi đâu à? Hôm nay mình thấy hơi bị ít người
có vẻ lực lượng giữa dấu cung đang bắn lên đây, nghĩa là bên này thì lực lượng của bên Tống họ đang công đi cung vòng 2 rất là đông rồi. Các nhà bây giờ đang chiếm cứ cung vòng 2 rồi, cũng chết. Xoái đứng ở đây bị kẹp thịt đấy, xoái ạ. Hồn bảo rồi, nó sút chết công ngay. Chạy đi bạn này, chạy đi bạn này. Chạy đi bạn này, chạy đi bạn này, chạy đi bạn này. Đúng rồi, hay quá. Hôm nay như là huy trọng cả mặt xoáy anh em ạ. Vâng, vẫn là một cái thế trận gọi là vây người của bên Tống. Vâng, Hoạch Nam rất đau mùa thiếu luôn trượng à. BFF BFF là một chiến trận tướng quân của bên Liêu. Bên này thì tôi vừa nói xong thì lực lượng của bên Liêu bắt đầu giảm ra vào thủ rồi. Sẽ là có vẻ là chúng ta chưa thấy các ngang bị đàn đâu cả. Nhưng bên này thì có một đường mũi châm đang cản các mũi tiến của lực lượng bên Liêu. Đường mũi châm Lucifer, hôm nay Lucifer nên được một cái vũ khí trừ ngoại trí cộng 8 đam 401 đam, đam rất là ổn. Xét tử vong vương đế, còn phòng tịch 9 thành. Chào bạn, không biết là anh em đã có info anh em nào cộng được 9 vũ khí chưa để mình còn biết nhá. Anh em nào cộng được 9 rồi thì có thể cho mình xin info nhá. Bên này thì lực lượng Nga Mida của bên Liêu, Nga Mida Sôi, có kiểu phòng tịch 93%. Hai món tử vong vương đế, một tướng quân và hai cái cờ tướng quân, rất ngon cho một Nga Mida. Quy ở một pha anh đam rất đau của thiếu lâm trượng thích thích đam. Mày có bộ ngoại trang đẹp thế, nhìn không ra đâu các bạn. Ui trời ơi, đừng đặt bẫy nữa, nó anh chết đấy không ạ. Ông Lucifer ạ, tôi xin ông đấy. Vâng, cái bóng bổng đập rất đau. Cái bóng bổng Hoàng Sĩ. Hoàng Sĩ sau khi lên được quân hàm tiên phong rồi thì rất là ngầu. Còn rất là tiếc là Hoàng Sĩ chưa cộng được món nào đến 8 cả, vẫn đeo cặp cờ tiên phong và 4 món sư môn 4 cộng 7. Có thể nói Hoàng Sĩ là một cái bóng bổng trong top 1 hiện tại của hai bóng bổng cho tỷ võ đấy các bạn. Cảm thấy cũng rất là ngon, tại vì quân hàm tiên phong mà nó có hai cái cờ nó trâu hẳn lên 455 đam. Và phát sáng vũ khí lên bạn ơi. Atula đi một mình hay là vào khó lắm, rất khó để có thể mà vào được khu bên trong này. Và khu vực bên rìa ngoài khu vòng 2 thì lực lượng dương cung vẫn đang chiếm ưu thế. Nhưng mà để mà tiến vào được thì chúng ta phải có người tanh vác. Chứ ở đây thì chúng ta thấy là chúng ta có 5 dương cung. Chúng ta có 5 dương cung đang đứng ở đây và tỉa đến khu vực vòng 2. Chúng ta không có ngay mấy đàn để thủ đâu ạ. Đây thì bên Tống có vẻ, à bên Dương có vẻ không lên bên Dương treo nhiều hơn. Có vẻ hôm nay bên Liêu có chuyện gì bận à? Hay là anh em đi nhậu biết, hay là anh em đi cách ly? Mình cũng hơi thắc mắc, tại vì mình thấy được là các Nga Mi Đàn của bên Liêu hôm nay hơi bị vắng. Và lực lượng Nga Mi Đàn của bên Tống nó đông hơn các bạn ạ. Ở đây thì mình thấy là có mỗi Sôi thôi. Mình cũng chưa thấy như xoái của bên Liêu đâu cả. Đơn giản dương cung của bên Liêu thì nó vẫn rất là ok. Chào các bạn, hiện tại thì mình đang live stream trực tiếp trên chính ngày 15 tháng 9 năm 2021 server zhuyenhuyenthoại.com, máy chủ Tàng Long. Và đây là chiến sự rất là căng thẳng trước thềm Mao Duy Anh. Và có vẻ như là hôm nay bên Tống vẫn đang chiếm lĩnh rất là tốt ưu thế của mình. Mình Thủy à? À hôm nay Mình Thủy cầm ảnh của 3 à? Mình cũng đang hóng rồi, ủi cùng cộng 8, 493 đang uy rổ rồi. Cung này nó bắn thì vãi cả đái luôn các bạn. Mình cũng đang hóng xem là anh em nào có dương cung cho mình mượn, mình đánh thử trận dương cung các bạn nhé. Mình cũng đang hóng hết xem cầm dương cung và xem vực này nó như thế nào, tại vì mình chưa cầm dương cung bao giờ. Hoàng dự kiểu vật, đường một chân, đường quân hàng tướng quân, vũ khí bỏ qua phòng ngự 10. Quân tăng kiếm sắc thương 36, ôi dạy, ôi sau này có 36 thế này hả em ơi. Hai món tướng quân cộng 7, mật tịch 87%, truy tâm, bảo vũ. Rồi, thiếu quyền ba trúc này, xét thiên chi tăng kiếm cộng 7, bảo vệ cộng 7 luôn. Mật tịch 90% rất là ngon. Tôi làm mua à, thiếu quyền là 500.000 mà cháu nào bán ấy thì buồn thật đấy. Buồn luôn các bạn ạ. Hai bạn đang làm cho cái bác tẹo rất ngầu. Có vẻ như nào hôm nay bác tẹo đi đúng như kiểu mình view đồ các bạn. À, mình nói là bạn ấy làm như vậy các bạn ạ. Đấy, chuẩn luôn đi. Nếu mà mình không bị tướng quân thì mình đi hẳn mẹ hai món tướng quân đấy. Mình thấy giảm tổng thương 15, xong mình đeo cái quần đô thống giảm tổng thương 10 đấy. Xong rồi giảm tổng thương 15. Úi dồi ôi luôn. Đấy, chuẩn tài nó xong, kiểu một tịch quân phái 10 thành nữa. Chuẩn luôn đấy, 5 đập thì chuẩn đấy. Như thế này, 5 thằng xung bản kéo chết. Bạn bơm máu chuẩn, không bao giờ chúng nó giết được bạn.
bạn mới mới chuẩn thì bạn chỉ cần những cách thi thôi nó đỡ đau cho bạn mà. Với lại bạn cầm hai con mạnh nhưng răng nữa thì nó thật vào một cái đòn phản đam thì khiếp luôn. Thiếu kiên súp bạn răng là chết thôi. Nói chung là sẽ hơn mình chỉ cần không cần phải quân hàm chứ nào đợi mình năm độc sẽ là trâu không trâu mà năm độc nếu mà biết đánh thì rất là trâu năm độc mà đã build tầng kiếm kim ấn thì nó trâu sẵn rồi các bạn ạ nên tử công không đế tầng kiếm kim ấn nó sẵn sàng nó trâu rồi và đi cầm hai con lăng lăng thì nó sẽ là sát thủ rồi các bạn ạ. Mình sẽ đi theo năm độc cho bạn xem hai con anh hang nó quấy lầy rồi hình được phương nó gọi là cực kỳ khó chịu luôn. Vâng có vẻ là hôm nay thì lực lượng của mình đều sẽ là quyết tâm sống chết là khu vực vòng một đệ nhất sút em ơi sút hay quá sút chết được qua đăng kiếm này thì King Man cũng ngay lập tức dứt điểm được mấy mạng đây là nó độc tôn thì bạn này đi đấu thầu cũng trong ạc này là bình thường ạc này không tanh vác đâu ạc này không dám lên tanh đam đâu để đi cho nó độc là nó độc hai lãnh năng đâu gì mình cầm hai bạn năng tiếp tay mình một anh tối nay mình gạ bạn bắt tẹo là mơ hạt nhỉ tối nay mơ hạt thì đánh một lên một tí nhỉ cầm hai lãnh năng thử cho nó như thế nào chắc nó dã bần hết người bên kia ra quá chấn phá nó dương thương nó rất là đau à đây rồi kỳ thế bay ạc mày hôm nay có người cầm người qua lại ạc mày 87% một tỷ mình mới ôn này và một điều nữa là nếu mà các bạn lên được ngoại trang kháng tất cả nó rất là trâu nữa các bạn được kháng tất cả 45 điểm tiếp luôn bọn này 613 đàn của quẩy nhiều người ăn của ngon thế thì vẫn là viên phong 90% bọn này tổng chi hết đồ rồi bọn này ngon bọn này tổng chi 6 đàn dạng này bán ạ không alo bằng ngạc của bạn bạn nào không bạn thằng này thì mình mua về mình cộng lại đồ thôi thằng này mình mua về mình cần cộng lại đồ thôi thằng này cũng được mà thằng này cũng chẳng cần phải ngon thằng này mình mua lại mấy trăm nghìn cũng được chả vấn đề bạn có bán không thôi thế ra mình mua mấy cái hạt này về mình chứa là mình lấy mật tịch lấy mật tịch với mình lấy cái bao tay thôi chứ mình chẳng kỳ vọng được là đồ hay là cái đồ sẽ là view quá dễ được PM bạn bán bao nhiêu PM mình nhé nghe nhá, hello các bạn. Tại vì lực lượng trấn thủ bên tàu vẫn đang rất là đông đảo và họ có thể là, nhất là họ luôn đi cặp với nhau rất là khó chịu luôn. Đá một bác chết luôn, các bạn biết rồi đấy. Các bạn ơi, đeo nhầm ngọc rồi bạn ơi, đeo nhầm ngọc rồi. Thế được mà chủ ạc em dàn xôn nên xôn xáo thì có vẻ bị nhiều hơn như thế so với tổng đã có hai bác trên đấy là ống đeo cửa xoáy các bạn nhá ống đeo cửa xoáy đấy các bạn ạ ống đeo cửa xoáy là các bạn ống đeo ngọc không chín đấy ống đeo ngọc kia trong đá các bạn sấp mặt nữa xin chào anh em nhá bác sĩ chào các bạn có vẻ là sau cái màn vỡ trận vừa rồi thì lực lượng của bên tổng đang lấn thẳng vào khu vực vòng một rất nhiều sát có mặt ở khu vực vòng một sút em ơi các bạn đừng gãy ô dạ đề nó đẩy về đồng đội đấy các bạn có vẻ như lực lượng của bên nhiều người hơi yếu hôm nay nên biết là anh em đang làm cái gì nữa
họ đang đứng cô ta. Hôm qua bạn này bạn ấy ăn được con thợ dần như đây, đây là cả ngọc tốc 9 cho bao đang kiếm rồi, rất là ngon. Và ông kiếm có tốc như kiểu hổ nó ngọc thêm cánh các bạn ạ, khủng khiếp lắm. Nên là mình đánh con kiếm chắc mình cũng mượn ngọc tốc thì đánh thôi. Đây rồi, dù lực lượng của những người đang ùa ra khoảng một mũi rất là đông, ăn 5 năm gần chết rồi, một cái chân phải là bay mẹ màu luôn. 8:30 bên Tống đã chiếm được khu vực vòng 1, đang lấn xuống để lấy điểm. Bên Nhiêu thả chiến thần đi bạn ơi, xoáy đâu rồi? Bây giờ mình chưa thấy được cái xoáy của bên Nhiêu đâu cả, xoáy bận thế sao? Xoáy Nhiêu đâu nhỉ? Các cái tim nó không phải xóa rồi mà lại tim phong. Xoáy kem đâu nhỉ? Bạn này đấu thống mà. Bạn này 900 mà. Nó ác đấy, ác đấy nó có gì mà đắt thế không? Ác đấy nó có gì đâu mà đắt thế không? Ác đấy nó cũng có hai cái món 07 thôi mà. Ác đấy nó cũng có hai món 07 thôi các bạn. Đắt đấy à? Mà chỉ lên 07 là đúng không? Khó lắm đấy. Mấy cái cung này cộng, nói chung là cung tầm này cộng 403 đam nó cũng được, 7-8 đam nó tầm 460 đam nó cũng được. Mấy cung vượt vòng 2 thì nhận ra lực lượng mấy cung tăng rất là thắt khắt khi mà thủ rất tốt. Điều này có một lực lượng của Tống đang công vọng vượt vòng 2. Máu may để rời đây đâu. Máu may để rời mặc bộ đồ ngầu quá. 3 món tướng quân, à là 2 món tướng quân. Cặp cờ tiên phong có 90%. Xoáy nhiêu đâu nhỉ? Xoáy nhiêu thì mình đâu nhỉ? Đây là 187. Xoáy 87%. Mình vẫn đang tìm ông xoáy nhiêu đâu. Ông xoáy nhiêu này đâu rồi nhỉ? Đây ạc này mà bạn ấy bảo bán 900. Mình hơi thắc mắc 900 là cái gì nhỉ? Không có hội nhãn nữa các bạn. Ạc này bán 900 có được không ạ? 200k điểm công trạng à? Không có hội nhãn, không có ngoại trang tất cả, có hai món nội công thôi. Được một cái nón với cái bao tay. Được mỗi vậy thôi. Bạn này bán 900, bạn ấy bảo mình là 900. Em biết là 900 được thì một phải đam rất đau của một thiếu lâm trượng. Thiếu trượng nào rồi mình xin cái tên với. Chứ bạn ấy đam hay quá. Chắc là của thiếu trượng Mét Cà Phê rồi. Xét cửa vào mình lấy cốc 7. Cặp cờ thiếu phong của thiếu trượng đam rất là to. Cặp yêu cầu tấm 5 mà các bạn, tấm 5 mới mặc thì còn đứa. Hôm nay thì mình thấy được là tượng của cái điều này hơi nhiều so với Tống rồi. Không thấy xoáy nhiêu đâu cả. Hay là xoáy nhiêu bận lắm, hay là xoáy nhiêu đấy. Không phải. Chúng ta là một con này phải bận. Tử quan là mày ngon này. Mày các bạn chỉ cần như thế này các bạn là sút chết người rồi, chả cần xịt. Mới mua học thêm 800. Xét thêm 4 cộng 7. Xét từ vòng 1 cộng 7 thì không tính tấu 1.6. Điểm trí trường bỏ tay 85. Thì phong cứng mà, thì phong cứng 1.6 là ngon rồi. Thì phong cứng mà bạn mua như thế là ngon. Bên cái ạc của bạn kia, bạn... Úi dồi ôi, một phải anh nằm rất đau của hiếm trường cả xa rách. Úi dồi ôi luôn đi. Úi dồi ôi, sợ thế. Ạc mà này thì nó đập cũng bình thường, là cái trượng đạp rất to. Cái trượng đạp 721 đam và mình tịch 92%. Dòng 281% các bạn, thảo nào một sốc đam tiếp thế.
mình đang phân vân cái ạc, bạn ấy bạn bảo mình ạc là 900 mà mình chỉ thấy được có 2407 thôi và còn không có quân hàm tiến phong hay gì cả. Thực sự thì cũng chẳng cần tiến phong đâu, mà mình thấy cái giá này nó chưa kiểu ổn lắm nên mình hỏi các bạn xem nó có ổn chưa. Còn ổn hay không thì nói chung là nếu anh em support được đội công tăng 10 sinh nhật tháng 8 một phòng 891%. Chào anh em nha, chào các bạn, mình đang live trực tiếp 99 ngày 15 tháng 9. Tạm biệt là các bạn nhìn ngay vào trong mình xin một like các bạn nhé. Nhớ like video cho mình với mười mấy người xem tuyến rồi. Ông này cộng 8 kiếp nha. Mình chưa thấy ông nào có công vũ khí cộng 9 các bạn nhỉ. Tạm biệt là không có tình huống nhất xe vở á. Đừng có tiền tiềm long mà, những tiền tiềm long 90% mà để mình xem được rồi. Để mình tìm nạp đấy các bạn nhé, để mình tìm cho. Đây đây, ạ này không có huệ nhãn mà. À có huệ nhãn không? Không phải ạ này, không phải ạ này. Chứ không phải ạ này các bạn nhé. Ạ đấy để mình xem cho được. Thực ra thì mình cũng chẳng, mình chỉ cần 5 ô mình đá thôi mà. Để mình tìm bạn giám quyền đấy xem nào. Bạn đấy chỗ nào nhỉ? Đến đâu rồi? Tìm ạc cho các bạn nhé. Đây bạn ấy đây. Hàng này còn không có này còn không có hơi nhãn mà các bạn. Bóc tay thì nói chung là bình thường à, nói chung là nó không có gì đâu. Bình thường nó con hàm còn không có điểm của trí trường nữa. Mình muốn xem là điểm một tịch như là một tịch 93 hay 97. Một tịch 92% thôi mà. Có đâu mà ngon. 1,92%, 4 phụ lục thì nó là bình thường. Nó là tiềm long 4 phụ, nhưng mà mặt tịch này có 8 thành thôi. Nếu mà mình tưởng là nếu mà có quyền 97 thì không nói, mà quyền này có 92 thôi. Titan bao tay thì cũng được. Nón thì tạm được. Còn hai cái này thì mặc thử qua nội công. Mà vấn đề là ạp 90% xem mình nhiều mà, nhiều lắm. Mình 93% đầy rẫy nữa luôn. Đừng như tìm thì ông 90 cho bạn xem này. À đây xoáy kem đây rồi. Xoáy kem 92% này. Hôm nay mình thấy xoáy kem. À hôm qua nghe mình nói là hôm nay xoáy kem đeo top 9 rồi các bạn ạ. Hôm nay chỉ một nội này các bạn này. Mày là dính bản quyền đấy, đừng đùa ấy, anh ơi thôi dính bản quyền. Mở bên này dính bản quyền, vỡ mặt ra. Thực ra nếu bạn ấy bán 500 chắc mình mua ạc đấy đấy. Dạ, mình có 500 thôi. À thôi. Bạn bán cho mình đi. Nếu bạn phải bán mình có 500 nghìn thôi, thì bạn có bạn bán cho mình. Bán này, bán. Đây cũng là cái tác hại của Nhật cộng 8 đây. Tác hại của Nhật cộng 8 đây các bạn à. Các bạn à, các bạn có thấy gì không? Tác hại của Nhật cộng 8 đây. Không bao tay nhé. Ừ. Bao tay Simba. Giao lên Việt Hà. Có bao tay Simba đâu thì được đâu. Vậy là bạn đừng xem chuyện nào cảm thấy không. Nếu mà có mỗi một món cũng bảy nhỉ. Để mất miệng thì đâu các bạn. Các bạn nghiên cứu giúp mình xem có được không các bạn. Có bao tay 5 chấn đấy. Thực ra mình không muốn mua một cái ad để mình đá bên điêu thôi, nhưng bên điêu mới khổ. Chính điều này thì yếu. Tiềm long 91, 10 thành, 4 cô lục rồi các bạn. Ngon thế. 99, 50, 57. Vậy là... bạn
Ui giời ơi, phải làm rất đau rồi. Bây giờ mình sẽ theo chân của Nguyên Soái. Hôm qua thì mình đã theo chân của Nguyên Soái bên bên Tống rồi. Hôm nay thì mình sẽ theo chân Nguyên Soái của bên Liêu anh em nhé. Và thì chúng ta sẽ có những giây phút rất là tuyệt vời bên Soái Liêu. Liên tục những pha thảm sát đến từ vị trí của các thứ lâm trượng, áp đảo rất căng đến từ vị trí của các thứ lâm trượng của bên Tống. Hôm qua thì các thứ lâm trượng của bên Liêu đang hoạt động rất tốt. Còn hôm nay thì các bạn có thể thấy được là bên Tống thì họ đang áp đặt lại. Vâng, giảm rất khó chịu. Đâu rồi, xoáy liêu của em đâu rồi? Em chưa thấy xoáy liêu đâu cả, em thấy xoáy Tống rồi, xoáy liêu của em đâu rồi? Bây giờ nguyên xoáy kem đây rồi. Vâng, xoáy liêu hôm nay đi thì không có cam ve, rất là khó đánh. Xoáy liêu hôm nay đi sút kiểu này rất là khó chịu, tại vì các bạn cũng biết được là xoáy Tống thì luôn luôn ui giời ơi, một pha anh đam đau khủng khiếp nữa, còn có thể hơn triệu bên Tống. Xoáy liêu đi hơi nẻ một tí, không có ngang kiếm, có cổ sư đi cùng, không có cả ngang bí đàn, thì rất là khó để có thể là tiếp cận mục tiêu và có thể là áp đặt mục tiêu sút được. Có ngang bí đàn thì các bạn sẽ có trừ thủ, có ngang bí kiếm thì các bạn có thể tăng đam và tăng máu, có cổ sư các bạn có yêu cổ. Rất tiếc cho xoáy hôm nay thì xoáy có thể đánh rất khó. Rồi mình sẽ theo năm độc bắt tẹo các bạn đi. Các bạn bảo mình theo năm độc bắt tẹo mình theo các bạn xem. Hai con lại hình lăng. Đấy, bạn ấy chạy rất là khôn nhá. Bạn đánh các bạn chạy sang góc này luôn. Bơm máu vào. Hút máu vào thi cũng được. Mình kéo màn hình đấy, kéo màn hình nó mài máu một nửa rồi kìa. Đấy, nó mài máu rồi kìa bạn ơi, kéo thi về bạn ơi. Archer thì vẫn là một cái combo huyền thoại này. Vẫn là quân hàm tiền phong với 1 triệu điểm cùng trạng. Nó là 97% hay là 92% mà rơi vào mấy thằng sút kém, mấy đồ nó yếu, nó cũng vậy. Không các bạn à, mình mua về thì mình cũng chỉ up lên 2 món cộng 7 thôi, xong rồi để mình sút chứ mình cũng chẳng up tướng tiến phong gì cả. Thì chính sự bắt đầu là căng thẳng ở khu vực môn rồi, mình sẽ tập trung lội quát xem nhá. Đây là mình chú ý mình check out là bạn là bạn thiếu quyền này, mình nghe nói bạn này có mức tiền 97% à, có mức tiền 97% mà mình hỏi cho các bạn có quyền mức tiền 97%, nếu mà chuẩn là 97% thì chút là mua 500 cũng được. À, đâu có 97 đâu bạn ơi. Đâu phải một tịch nào 92%. Hai đồng nhau mà đúng không? Góp 203%. Mình cũng kiểu thắc mắc ấy, để cho mình hỏi thôi, mình nếu anh em bảo tầm như thế rồi ok để xem bạn có bán. Mình cũng vẫn thích là chúng ta có một mình cũng thích là có một cái set cộng 7 hơn một tí mắt. Quân ơi, quân cộng 8 chưa? Quân chưa cộng 8 à? Chết rồi, quân chưa cộng 8 các bạn ạ. Quân vẫn là một set cộng 7 thế rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhưng mà một chút để mình bỏ lại nhé. Rồi nó cũng tình trạng lặn lên tức thật chứ. Giờ cung từ quan âm đế cổng tiềm năng như nào đấy ông? Xin chào bạn Nguyễn Văn Thành. Dương cung thì ở Silver thấy các bạn ấy cộng mình thấy các bạn ấy cộng thân pháp sức mạnh nhiều, thế là không có nhân cộng ân cốt mới đâu. Chỉ khi các bạn đánh 1-1 thì các bạn có tẩy và đánh ân cốt thôi. Mở game này chết rồi. Chết rồi các bạn ạ. Nói chung là các bạn cứ cộng thân pháp với sức mạnh. Nếu mà mắc, các bạn mắc đam này các bạn chuẩn được chút chiều. Quay trở lại với những buổi livestream chương chính của tối ngày hôm nay. Và như các bạn cũng đã biết thì lực lượng của bên Liêu đã bắt đầu comeback được và đang đánh ra khu vực cột điện. Lực lượng bên Tống khu vực cột điện này có vẻ mỏng hơn bên Liêu. Vâng, xoáy đã. Ui anh ơi chạy đi anh ơi, mày quá ăn kiếm luôn. Và các thường lực trước của Cung Sư Mông 4 thì bán nhiều quá. Thực ra ở thời điểm hiện tại ấy, thì Cung Sư Mông 4 nó rất là ngon rồi. Và Vinh thì nói với các bạn là Cung Sư Mông 4 rất là ngon rồi. Nếu mà bạn cảm thấy yếu ấy, thì bạn cứ cộng thẳng cho mình thân pháp sức mạnh. Các bạn cộng mắc thần pháp xong bạn cộng sức mạnh thử thế nào. Chứ mình thấy đa số anh em mình thấy là các bạn, nếu mà các bạn cảm thấy mà cung sư môn muốn yếu thì bạn có thể là dùng cái cung ngoại công tăng của cung năng môn trấn cũng được. Nếu mà đam nó ổn thì các bạn có thể là dùng cái cung ngoại công tăng 8 này của sư nắng. Nhưng mà mình thấy được là cái sát thương tăng 120 thì rất là ngon hơn rồi. Mà mình cũng chẳng biết các em cộng tiềm năng như thế nào, nhưng mình thấy được mà lên cung như thế này là bắn đã đau rồi các bạn ạ, đừng có đùa với nó. Và đầu tiên mình có những quyết tay kim nữa thì căn bản là chỉ cái trai cũng 100% sóng thôi, mà cái trai gà cũng vứt đồ đạc một cái nào nó hỗ trợ được nhiều. Đúng rồi, bây giờ một thằng tướng đúng rồi, từ con đế thì nó có kháng tất cả thôi. Mình nghĩ là cái tầm đấy thì bạn mặc thử con vàng bạn bắn nó còn đau hơn. Nếu thật bạn mặc thử con vàng bắn thấy nó còn ngon hơn. Nhưng mà thử con vàng thì nó không trâu bằng thử con vũ đế. Các bạn cân nhắc xem. Theo mình thì bạn có thể đeo ui dồi, khoai đam rất đau của thiếu lâm trượng Lavender. Chúng ta vẫn còn quên được cái tên rất là khủng bố ở server mình, đó là thiếu trượng Lavender. Tử công đến thì chắc ăn là tí sắc thơm thì không ăn được rồi. Thì anh em quay về tử công vàng rồi vậy. Đó mẹ quay về tìm đùa đấy mà cái thằng tiếp theo này nó bóp mình thật đấy. Nên mình bắt đầu áp đảo vào khu vực vòng 2. Bắt đầu đánh vào khu vực vòng 2 rồi anh em ơi. Đấy rồi, làm độc rồi. Chỉ đi đi bạn ơi, đúng rồi. Đánh. Đánh vào vàng. Đánh vào vàng này. Úi dồi ôi. Để mình tham khảo một vài dương cung cho bạn xem nhé. Dương cung thảo nhi. Bạn ấy mặc sưng 4 là nhiều. Dương cung các bạn mặc sưng 4 rất là nhiều. Nó có cái dòng bỏ qua là tranh đối phương 12% đấy. Bạn nó không né được luôn. Cung sát xuất chiêu sát thương thân pháp. Sát chiêu thì nó sẽ lên cái tầng của đối kim thì bắn nó sẽ đau hơn. Cặp sát thương này là một pha x đam rất đau của thiếu trượng thích bổn thuận. Mình sẽ vào vô cung với cho anh em tham khảo. Tống thì nói chung là nhiều nhân tài sao nó cung lắm. Thực ra là bạn bán vẫn được mà quan trọng thì không vậy thì bạn bán vẫn được. Mình thấy là bạn lên Simon muốn nó rẻ hơn thì không thể. Nếu bạn tướng quân này thì mình không nói làm gì. Để mình xem nào bên bạn này bạn có mặc thủ công vũ đế này.
nó sinh 4 này, từ phần nguyên tố này, nguyên này cũng sinh 4 này, từ cái phong này. Để nghĩ thế nào? Mà của con biến thì 11% công kích thì nó sẽ có một cái giảm tổn thương 15%. Mặt như hình trâu. Nói thế nào mà các bạn hiểu được. Chúng cần phân hàm tinh không. Các bạn ạ à? Để mình cân nhắc các bạn sẽ như kiểu Archer này, các bạn thấy không? Như kiểu Archer thì Archer sẽ mặc các bạn đang quên, chúng ta còn một cái áo nữa đấy. Cái áo này là cái áo hồn ngư cung rất là ngon, kéo sát thương 80. Trong thế thì ngư cung sẽ muốn một cái áo sát thương của mình và một phần thẳng tín nữa, mà bạn đã xác định bạn mua từ con đế thì bạn bỏ ra còn được cái gì. Chào bạn Vũ Thiên Phi, chiến trường đang bao nhiêu người về idol à? Chiến trường của chúng ta đang là hơn 210 các bạn nhé, thống kê gần nhất thì mình thấy là hơn 200 người. Mình đi tìm idol lên cung cho các bạn đấy. Các bạn mặc rất là đơn giản thôi, các bạn mặc cung đam như thế này này, các bộ sức chiêu này, gân cốt này, mọi công tăng 14, sim được tăng một phòng tăng 50 này, rồi cặp này rồi bạn đi luôn, cái cung cấp 8 481 gam. Thôi em tham khảo các số đấy, các bạn cũng toàn mặc áo tự phong này, bạn có thể là lên kéo tự phong này bạn mặc cũng được. Là bạn mặc như này này, bạn mặc luôn quả áo tàng kiếm vào, thực ra thì trong thấy thì bạn mặc hai món tàng kiếm cũng được, nó vừa có sát thương luôn, không kích. Sao bạn biêu cho mình cái ngọc tóc để các bạn cắt cái kim nữa. Mình thì nếu mà chơi lưng cung thì cũng có nhiều thứ. Nếu mà các bạn sợ chết thì các bạn đổi cái quần tàng quần đấy thì quần đấu thống thôi, sau các bạn lên hai món đam như cái áo tàng kiếm chẳng hạn, hoặc là lên cái áo tử quang cũng được. Các bạn đi như thế này, hai món này là hai món đam này, bên này là hai món đam, các bạn sút cho nó đau, bởi vì ngon. Nhưng mà tiếp của các bạn, cái hạt của các bạn Titan này này là bạn ấy không có huyện nhãn, hạt của không có huyện nhãn thì đá nó mẹ chết lắm. Chân bạn tạo ra. Em có ý kiến thì có thể comment trên live stream để cho mình biết nhé, tại vì mình thấy được là đúng rồi, không biết vào đường mấy phim chúng ta ăn hôi sau sau lâm đàn trời không biến địch như là phim ở nước điểm chúng đã solo thì tầm thế này chúng ta cũng quyền quyền thế rồi chỉ tiếng xoái đam mà có top thôi. Thực ra là mình cũng chẳng có mình đá kiểu vui vui ấy, nhưng mà kỹ năng thiếu lương quyền thì mình vẫn biết chơi đấy. Các bạn là thiếu quyền tướng có đá hai dương thương sức mật, ôi chém đâu tầm, mà nếu mà về, nếu mà về bên này mà được ăn quả xin sờ nó trên không cũng được. Thằng này nó không luyện nhãn, tiếp tục không luyện nhãn ngon. Thì bao tay bạn ấy bán 400.000 được một tay của ngon, 596 đan của bạn. À là giờ 21 con này cộng 7 là bán có giá ngay nữa. Trước tôi muốn xin một áo đô thống, quần bằng bắn cảm giác thấm hơn. À áo đô thống nó sẽ không công kích này. Nếu mà bạn đổi thành kéo đô thống thành kéo tàng kiếm. Xong rồi nếu mà các bạn cảm giác không mua quần tàng kiếm thì các bạn mua cái quần thủ quang gọi đeo cũng được. Đó. Đam nó sẽ khốn hơn, đi thêm thân pháp sức mạnh nữa, bắn nó dữ cực. Mình nghĩ là nếu mà bạn có thay đổi thì bạn cứ gác tạo cái thử con đế sang bạn mặc cho mình hàng một cái vòng vàng thôi. Bạn bán thì nó khác luôn, chả gì mình là phải đổi. Còn nếu bạn có dư tiền chút nữa thì bạn mua cho mình kéo áo
anh đi ra chưa, như hôm nay mình chưa ăn Cuba xứ quả đúng không? Cuba đúng không? Nhớ anh đã thấy em để tên em là thủy thì như là ăn là Cuba xứ quả. À đấy là tứ quân thì hạ cái dương cũng bị bắn thốn rồi đấy đúng không? Thằng này đúng không? Đây hạ một tướng quân công kích 16 này, quân công kích này, hoặc là nếu mà bạn Nguyễn Văn Thanh mà muốn đổi thì mình khuyên như này này, bạn đưa cho mình cái nón này là cái nón số 14 nhá, kéo này là kéo đằng kiếm, cái quần này em không thể qua các bạn đổi thì kéo được qua được, bạn đưa cái cung một ổ sáng một tí. Chân được lấy được bao tay ngon quá các bạn ạ, kết quá thôi. Ôi ạ, ngon quá trời ngon, cái này nó còn đi linh hoạt thân pháp nên nó lên thành nó bỏ qua không nó chết với nó rồi. Ôi bao tay ngon quá, cái này mà bao tay phải chiếm quyền anh em nhỉ, bỏ qua không 10 tất cả 15 nó công tăng 20 nhỉ. Chui chui cha má ơi, khi mà bao tay chiếm quyền nó sút cho chiếm thật các bạn. Ôi trời ơi, ôi sao nó kết thế không biết. Sao nó không đổi được cái bao tay thương quyền đi nhỉ? Để rồi nghĩ một cái hệ phái được 100. Có chữ thật đấy. Không cho mẹ thương trợ cũng được. Thương trợ mỗi trang một cái nó bỏ như một dãy đi luôn. Có khác không? Đây. Nó là hướng đi các bạn, một cái hướng đi khác cho bạn nào. Bảo rồi, không phải là không giết được người mà mình vẫn giết được người. Nó sắp các bạn phải là mình không thể thiếu quyền đâu, mình cầm xoáy rồi, biết chưa? Nói chung là giết thì vẫn giết được người, không phải là không giết được người. Nó thẳng đi thẳng đánh, đi với Nga Mì Đàn thì đi với Nga Mì Đàn thì còn gì là giết được người. Đó là tầm bao tay này bác tầm 213% suốt cũng được. À đây là mấy chó á. Đây, để đây là mấy chó. Có cái con bót điểm à. Nó là bót điểm không được, để mình biết mình xử cho. Đùa đâu mà chúng mình thích bót điểm mà. Thằng nào bót điểm. Thằng nào bót điểm. Tóm ngay bạn là thế, mình đi mình lình cái thằng post điểm của bạn ạ. Thằng nào post điểm không? Mình bắt sống luôn đấy. Không có các bạn ơi, không có post điểm rồi nhé. Thì xác định thông tin của mình là nhiều các bạn ở khu vực 3 này. À, khu vực 1 thì có một team chống đỡ ở nhà để có thể chặn đứng lực lượng của mình nêu. Còn bên này thì mình đã thấy được Nga Mì Đàn Xôi xuất hiện rồi, không biết là chủ nào cầm đây. Chi chủ cũ của Nga Mì Đàn Xôi thì nó khủng khiếp dã man lắm các bạn ạ. Đánh nhau đi có thể mệt cực luôn. Đấy, nó thẳng là ví dụ như xoái đi vừa nãy nhá. Xoái kem vừa nãy đi, các bạn có thấy được là ở khu vực 1 bạn đi không có cao em, không có khổ sư, nhưng đánh rất khổ luôn. Đánh kiểu chật vật luôn ấy, đánh thì như kiểu xoáy, đánh thì như kiểu xoáy liêu đi, xoáy tống đi, hoặc là mấy ông tướng yên tống lúc nào nó cũng có tạo ngâm kiếm với một sư cùng suốt. Bao giờ nó khác hẳn, tại vì có yêu cổ với lại có ngâm kiếm nó tanh máu thôi thì đánh nó sướng hẳn luôn. Với lại đơn giản nữa là đồ đạc các bạn ấy ngon. Ngài lát quá. Mình thấy livestream của mình bình thường bạn nhé, bạn có thể là F5 lại của mình đấy. Mình tìm giờ cung cho bạn Nguyễn Văn Thành và xem hướng duy đổi nên mình sẽ đi tham khảo cho bạn nhé. Hôm nay mình sẽ dành quan tâm cho bạn, tại vì bạn đã up lên đây. Bạn cứ up thẳng cho mình như này đi nhá. Bạn up cho mình hoặc là nếu mà bạn cảm thấy mà mình muốn mất nhiều ấy, bạn vẫn là có từng bạn mặc hai món này được. Đấy. Đấy, như này. Đấy, như này thôi, không cần phải ngon. Hoặc là bạn đi hẳn sư môn uống như thế này. Bạn nó vẫn rất là đau, không hề yếu đâu. Như rổ một phải cam đau. Đấy, mình sẽ tìm theo vài hướng của anh em ở server cho bạn xem.
không. Đây vẫn là một cái áo phong, một cái phong cách khác cho bạn review. Cung sư 44 này, 15 min này, có thể cung phái 10 thành này, đúng không? Nó sư 44 này, áo long môn trấn này, quần chỉ quang này. Ừ đúng rồi, rất là nhiều hướng, thật sự mà mình thấy là có nhiều anh em build đồ rất là ngon. Nhưng mà cái lượng đam mà anh em không hài lòng ấy, như kiểu Văn Thành là bạn không hài lòng. Thì mình sẽ tìm hiểu một vài cái hướng cho bạn xem. Đây, vẫn là cái hướng đấy các bạn, mình vừa nói đây. Một cái ngọc bổ phòng ngự, nếu mà các bạn không có đi sát thương thì bạn đi của bổ phòng ngự này. Vẫn có sát thương từ cung này, hai món tử quang công kích này. Đấy, đủ rất là đơn giản mà áp sư 4 từ sư 3 thì nó lại rất là rẻ nữa, nó chả có gì đắt cả. Mà tính môn phái thì ưu tiên 10 thành, thế thôi. À, mình sẽ đi lượn một chút nữa. Thương thường đương nhiên mình sẽ hiện tại Nhị Long Sơn. Để mình xem là phân lên không phổ độ xúc xích nhỉ. Lá quá ao này mà cảm nhận lại để nó bóc giá được quá. Như lên ảo của bạn đúng không? Như là ảo của bạn đúng không? 10 tháng 93 này. Như ảo của bạn Văn Thanh đúng không? 21 thì con đấy cũng 7. Nó xin 4. Xin 4 à? Đúng không? Ảo của bạn đấy đúng không? Mà thịt ngon quá nhỉ? Mà tiếp thì có 2 một lúc thôi. Em phải kêu cung pháp. Và hôm nay thì em mới được có cung mắc đam ấy. Mắc đam là bao nhiêu hạt tinh bình cơ? Hình như là 460 đam đúng không em? Chiến trường chính ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc và phe Tống vẫn giành được thắng lợi. Như các bạn cũng đã biết được thì phe Tống đang áp đảo rất là nhiều và phe Tống vẫn giành được thắng lợi. Và top 1 chiến trường của chúng ta ngày hôm nay vẫn thuộc về bạn Vô Lý Đòn với 1.000 điểm. Top 2 thuộc về bạn Thiết Mộc Chân với 901 điểm. Top 3 thuộc về bạn Chưa Cài Đặt với 433 điểm. Top 4 thuộc về Nguyên Xoáy Kem 393 điểm. Và top 5 là Dương Cung Archer 377 điểm. Đấy, hôm nay Dương Cung Archer cũng lên được top. Hôm nay Dương Cung Archer được top 5. Hay được ghê bay top 6 này. Hoàng Sĩ hiểu, hôm nay Hoàng Sĩ cũng được top 7 đúng không ạ? Hôm nay thì thiếu quyền tiểu phật của Văn Sơ được 344 điểm ở top 8. Tao mệt với mệt quá được 343 điểm. Top 10 là bằng lăng tím thiếu trượng của Bền Liêu được 289 điểm. Và xin cảm ơn các bạn với nỗ lực của mình. Và sau đây thì mình sẽ ra khu vực Nhị Long Sơn để live stream trực tiếp chương trình Sunbox. Nhị Long Sơn ở Tương Dương không các bạn nhỉ? Ở Tương Dương ok. Sẽ đến Nhị Long Sơn các bạn nhé. Nhị Long Sơn. Lát nữa mình có live Nhị Long Sơn các bạn. Nhị Long Sơn. Lát nữa thì mình có live stream 1v1 lúc 10 giờ. Thì hy vọng được là các bạn, nếu mà các bạn có ạc nào ấy có thể cho mình mượn nhé. Thì tán cho mình mượn ạc của bác Tẹo này. Hello. Chuyển sức bắt đầu căng thẳng ở khu vực này khi mà chúng ta tiếp tục là có lực lượng của bang Bạn Tấm cũng như là bang Sói đang có mặt ở khu vực này. Và không biết là boss của anh em đang kéo ở khu vực nào rồi. Mình đang thắc mắc là không biết là boss anh em đang để ở khu vực nào rồi. Vậy là boss đang được kéo lên khu vực bên trên này thì phải. Mình đã thấy được là mới có lực lượng của băng xoáy rất đông ở khu vực này. À đúng rồi. À đúng rồi, cộng 7 là 470 đam. Và có vẻ là 470 đam là đúng rồi đấy em ạ. Như là cái sư môn 4 đúng không? Vâng, ở khu vực bên trên khu vực Nhị Long Sơn thì các bạn cũng đã thấy được là chúng ta có rất nhiều lực lượng ngay mấy đàn của băng xoáy. Nhưng mà tôi vẫn chưa thấy con boss của chúng mình đâu cả. Một dàn võ đăng kiếm đang có mặt ở đây và ui dồi, cũng phải 5-6 võ đăng kiếm đang có mặt ở khu vực này để chuẩn bị là đam bót nhưng mà 3 thằng thầy. Mình vẫn chưa thấy được là bót mình đâu nhỉ, bên này chúng ta có được băng xoáy bên ngang bên đàn xôi. Hôm nay thì như chủ ạc cũng cầm thì phải các bạn ạ, bạn ấy sông sáo lắm.
Còn bên này thì xoái đang đam bót rồi, xoái đang đam bót khoảng 94% rồi. Hôm nay là một cái chiến thuật người ta gọi là dị dạng hay gì đấy các bạn ạ, đánh ở sẽ làm khu vực khác nhưng mà đánh ở khu vực này. Bót còn 93%. Để xem vòng ngoài thế nào, xem vòng ngoài nó có vẻ vòng ngoài mỏng quá các bạn ạ. Bên này thì lực lượng mà chúng ta có lực lượng Nam Nhật của bang Đại Tống, bang Đại Tống đã phát hiện ra khu vực của bang xoái rồi. Con bot của mình đâu rồi, con bot của các bạn giấu đi đâu rồi. Bot đang được kéo đi à, bot đã được kéo đi rồi. Đây, xem nào, bot đã được kéo đi rồi các bạn à. Bot đã được kéo đi mình trên này rồi, phải không ta? Bot đã được kéo lên khu vực bên trên, khu vực như Long Sơn của bằng xoái khi mà rất đông lực lượng đang có mặt khu vực này. Chúng ta có một dàn Nga Mi Đàn, khu vực này là một cái khu vực nó dễ thủ và rất là khó công, tại vì nó có hai bên đường chặn mẹ rồi, chỉ có hai đường này có thể công vào thôi, rất là khó để có thể ăn được cái khu vực này. Và ở khu vực bên trong này thì hoàn toàn không thể làm gì được nó các bạn ạ. Dàn võ đông kiếm đang bắt đầu là chuẩn bị giã bắt quái vào con boss đây. Để mà công vào khu vực này thì mình nghĩ là chỉ có cái đường này thôi, đường này sẽ đánh vào. Chắc là chỉ có lực lượng của bạn lại đóng khu vực này thôi. Còn xoáy người đó rút một phát chết hai mạng, nguồn rút rất đau. Rồi, chúng ta có Nga Mi Đàn của bạn lại đóng đang tiến hành và chúng ta có cả lương trượng Lavender ở đây nữa. Để xem là sẽ có một cái điều gì bất ngờ không, thì có 5 độc nữ vương. Nữ vương 15 độc và 3 vòng tướng quân. Ui, một pha đánh đam rất đau của Lavender, ấy là đau quá chết mẹ, lần Nga Mi Đàn bên ngoài rồi. Bên trong này thì vẫn còn rất nhiều các Nga Mi Đàn và boss được đam rất là nhanh. Boss của chúng ta chỉ còn 76% nữa thôi, mới có khoảng 2 phút trôi qua kéo về đây là đã mất 30% rồi. Cảnh quá, bên khu vực bên này thì chúng ta lại có lực lượng của bang Đại Tống công vào cánh thứ hai nữa. Xoái vẫn đang thủ ở khu vực này, có vẻ là bên khu vực này thì nó lại đông hơn, nhưng khu vực bên ngoài này thì nó mỏng hơn các bạn ạ. Bang xoái hôm nay có một cái lực lượng thủ rất là tốt, rất là đông ở khu vực Nhị Long Sơn này. Và khu vực bên phải thì đầy được rồi các bạn, đầy được lực lượng của bang Đại Tống về rồi. Bên này chúng ta có kiểu đánh đường bị châm, nó sẽ rất là khó chịu. Khu vực ngoài này thì Đại Tống đang quần ở khu vực này mà tôi chưa thấy lực lượng của bang xưa đâu cả các bạn ạ. Không biết băng xưa đã làm gì rồi, hay là băng xưa đang ăn con bắp hụt luôn rồi nữa. Tôi chưa thấy lực lượng của băng xưa đâu. Trời ơi, căng thẳng nha các bạn. Bot chúng ta chắc bây giờ nó còn khoảng 50% thôi, đúng không nhỉ? Bot chúng ta còn bao nhiêu phần trăm đây? 42%. Còn bot chúng ta đang còn 42% nữa. Và mình chưa thấy lực lượng của băng xưa đâu cả. Vẫn là lực lượng của bằng xoái, họ đang thủ rất tốt ở khu vực này và dàn dương cung đang bắn rất khó chịu ở khu vực ngoài. EH Mobile đang cầm 2 con lãnh hình lăng, phải là khó chịu nha. Vừa nói thì đã thấy được là lực lượng của băng xưa đã có mặt ở khu vực rìa phải rồi. Khu vực rìa phải thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có lực lượng của băng xưa rồi. Bật chấn phái của Dương Thương, có chấn phái của Dương Cung, có 5 độc luôn. Cực kỳ khó chịu rồi, sẽ là một pha một công hai giống kiểu đánh băng hội tinh nhanh. Tăng Hiệp Hữu đang có mặt ở khu vực. Ui dồi ôi, đông vãi đái rồi các bạn ạ. Ui dồi ôi, ui dồi ôi. Mình có chung được bài nhạc quá, mình vừa phải đầm lút đấy. Còn chiến sự rất căng thẳng, rất nhiều chiến phái và rất nhiều phái đang được tiến hành ở khu vực này. Bây giờ đang là 9:15 và bot của chúng ta còn 5% nữa. Liên tục thì các bạn đang tiến hành tiến vào khu vực bên trong này. Một pha anh đam rất đau, một pha anh đam rất đau của một thiếu trượng nào đó. Rất nhiều xác của băng xoáy đã nằm ở khu vực này. Ngay lập tức thì chúng ta có chiến phái của Nga Mi Kiếm của băng xưa đang phi thẳng bên trong. Bot chết rồi, ai sẽ được người ăn bot đây? Chúng ta thấy được là có 5 độc của băng xoáy. Một pha anh đam rất đau của thiếu lâm trượng băng xưa nữa, thiếu trượng Mondela. Mình vẫn chưa thấy được là ai ăn được bot, ai ăn bot vậy. Vẫn có chấn phái của thiếu lâm trượng đã có mặt ở khu vực này.
có chấn phá của 4 triệu của khu vực này nữa. Mà cực kỳ khó chịu, ai sẽ là người ăn được bot đây? Vẫn có người đang hút này. Mình không thấy sắp bot nữa, không biết ai là đã người ăn được người bot nhỉ. Xin chào bạn Trà với AD nhiều giao dịch. Cái quần nhỉ, bạn liên hệ với fanpage sẽ có một AD trung gian riêng cho bạn. Thực ra mình cũng giao dịch được cho bạn, nhưng mà mình vừa nói các bạn cái này là mình thì nhiều khi mình cái quần mở khóa thì mình không mở khóa cho bạn được. Nếu mà một quần bạn mở khóa được thì bạn có thể liên hệ mình giao dịch cho bạn không mất phí luôn. Rồi cái quần nó đơn giản, bạn có thể liên hệ với mình để cái tầm bot mình giao dịch cho bạn. Còn nếu mà bạn à, của bạn mà phải mở khóa quần thì bạn có thể liên hệ fanpage để các bạn hỗ trợ nhé. Một hạt nó bắt tẹo, không được rồi. Không sao. Mình muốn đặt 5 độc để tí cho đánh 1v1 thì nó khó quá nhỉ. Tại vì đặt 5 độc thì đợt này không có bài. Nếu mà bạn muốn giao dịch mà quần bạn phải mở khóa thì bạn có thể là bạn liên hệ với con bếp để các bạn hỗ trợ mình. Còn nếu mà hàng của bạn là mở khóa sẵn như quần tăng kiếm thì bạn bảo mình hỗ trợ bạn một phát một luôn. Còn là kiếm đơn giản mà banking qua cho mình cần tiền không tiền lãi đâu chúng ta. Để mạng mình theo thứ quá anh em ạ. Thật sự là khó chịu với các bạn. Và các bạn có biết thì cuối tuần này chúng ta sẽ có một trận đấu băng loại nhanh. Và lần này thì trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ ngày thứ bảy, tức là ngày 18 tháng 9. Thì trận đấu này chúng ta sẽ có giải thưởng thế nào? Giải thưởng giải nhất là 20 triệu đồng, còn giải nhất là 15 triệu đồng và giải nhì là 5 triệu đồng. Đấy, cái gì các bạn có tiền rồi. Tiếp theo một cái điều nữa mình muốn nói với các bạn đó là hai bang tuần này tham dự giải đấu băng tinh anh tuần này đó là gồm bang Sói và bang Đại Tống. Đấy, hai bang. Thời gian thi đấu tức là lúc 21 giờ ngày 18 tháng 9. Không giới hạn lắc cử chuyển trang bị. Thành viên yêu cầu là cấp 87 trở lên. Cùng phe chiến trường, cùng bang hội đã tham gia ít nhất 3 ngày. Đội nào không có mặt hoặc không đủ người thi đấu thì sau một phút kiểm thì người bắt đầu sẽ bị xử thua. Mọi hành vi hack hoặc là bung thì sẽ bị xử lý thua luôn. Thì mình hy vọng là các bạn đọc cái thông tin này trên fanpage hoặc là trên đường group của gn.com. Bọn năm 2008 các bạn chú ý cái điều này cho mình nhé. Mình đã công bố sơ sơ qua cái thể lệ của trận đấu bóng tinh anh. Thì nếu các bạn muốn rõ hơn thì mình sẽ đọc hàng ngày cho các bạn và các buổi live stream. Và sau đó thì các bạn chú ý lên đường giúp để update cái tình hình bóng tinh anh tuần này nhé. Giải thưởng tuần này chúng ta sẽ có một giải nhất là 15 triệu đồng và giải nhì là 5 triệu đồng. Đấy, một cái con số cũng rất là ấn tượng. Khi mà MrBot nhà mình đã xác định là làm cho các bạn thì nó sẽ ra hồn luôn. Và tuần này thì mình và bé Tiểu Cát sẽ live stream trận trận bang hội tinh anh hấp dẫn này và map của chúng ta sẽ là map pháo các bạn nhé. Và mình cũng sẽ xin phép dừng buổi live stream mình đây và lát nữa thì mình sẽ live một cái một lúc 10 giờ. Bây giờ mình cũng xin phép mình đi ăn cơm thì sớm tí nữa mình live stream một cái một các bạn nhé. Bye bye các bạn.